Hello, everybody, welcome to Health Cà Thê. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Cà Thê. Hôm nay chúng ta đến với một con game mới ha. Hôm bữa Health có up cho anh em một cái bản của con này, nhưng mà nó thuộc thể loại cài cuốc lâu dài ha. Còn hôm nay thì chưa biết sao, nhưng mà hiện tại thì chúng ta có một bản gọi là sao ta, đang mở app test ha. Đấy, thì cũng chưa biết là nhập code nó sẽ phi cái gì ha, nhưng mà đang thấy app test nên là tải về và vào thử xem sao. Thì đầu vô thì anh em cũng phải chạy cái nhiệm vụ đầu game ha. Đó, nhìn kìa, trời ơi, kiện tướng bể bơi, nhìn nó bơi kìa. Trời. Con này mà lem lắm nha. Anh em nào chưa coi cái video đợt trước thì kỳ này ráng nhín thời gian mà xem ha. Này, tí heo cho anh em xem, thử nó mờ lem lắm. Nó trời ơi à. Tới cái con mà nó mặc cái áo khoác thôi mà nhìn nó cũng ngầu nữa ha. Trời ơi à. Nhìn nó sao á, mà cái này heo không biết là nó theo cái phong cách gì, thể loại gì luôn, đủ loại hết, nào là Tam Quốc rồi rồi cái gì nữa ta, cái gì có Hân Công Báo đồ anh em, cái đó là cái gì, thể loại game gì quên nè, em cũng không nhớ cái tên nữa, tự nhiên giờ cái nó quên ngang nè. Ừ đúng rồi, bản phong thần ha, nó giống với cái bản phong thần á đó. Mà đủ loại hết nên là cũng bó tay. Đó, thấy con Minotaur không? Nè, coi nè, nó phát cái áo lên nè. Này, bút máu cái. Trời, đậu xanh không kịp bút máu luôn. Nó bút máu lên, nó phát cái áo nhìn đã lắm. Nhìn giống y như siêu nhân biến hình vậy. Đó. Đây, đánh nè. Rồi, nó biến hình đó, thấy không? Mặc cái áo vô cái bút máu liền ha. Đó, chưa đâu, còn nhiều tướng ngon và đẹp lắm. Nhìn mà lem nữa. Chứ không có phải như vậy đâu, còn nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ phải cho nó chạy nữa nào. Đâu rồi ta? Đây, chuẩn bị xong hướng dẫn đầu game rồi nè hả? Rồi, bây giờ đến với thông tin ha. Đây, Hắc Ám Chi Quang Open Server Test 10 giờ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4. Thể loại thẻ bài phiên bản 30 sao mới nhất, tham gia event để nhận nhiều quà ha, like, share, comment các kiểu, trang chủ, fanpage, nhóm Zalo, code thì test 1, ship test và full VIP. Lưu ý quay tướng, chú ý full túi, tránh lỗi tài khoản, nhận code tại trang chủ, đổi su web vào game và mua các gói trong game, chia sẻ kiếm men vào nhóm đủ 50, 100, 200 sẽ nhận thêm quà ha, ủng hộ trước nhận nhân 2 khi open. Đó, đây chỗ nhập code nè. Rồi đâu rồi, đây hết bộn, nhập code vô. Đó, để coi quà gì đây. 100 triệu vàng. Đó, 100 triệu kim cương, đồ nhiêu đó đủ chơi rồi nè. Wow, ok, 100 triệu A-Sep nữa. Nào, nó lại ngon nha. Code nữa, cái này có gì đây? Ấy dù, hết hạn rồi. A-Sep test nữa. Theo nghĩ là cái này là A-Sep level á. À, xù rồi. Này, A-Sep VIP. Sao đây? Gì mà một nùi vậy? Rồi, tiếp rồi. Ủa, cũng một nùi luôn. Nhận hết coi. Oh man, Sugana luôn, một đống luôn. Rồi chắc nó đầy mạ nó cái đương rồi quá. Thôi rồi, lượm ơi. Bỏ luôn, rồi thẩm luôn. Full VIP rồi, ăn được nữa không đây? Nãy biết nhận một túi thôi, còn bao nhiêu là xóa hết là được rồi. Bây giờ thì nó chật luôn cái túi rồi anh em. Ok, vẫn ăn được, nhưng mà ăn hết cái đống này cũng hơi phê à. Cài auto lick cho nó tự bấm. Rồi bây giờ đi vô nhận quà VIP nè ha. Đó, mát VIP 13 nha. Đó, nữ hoa. Rồi gì đây,
quan gì phán quan. Ok rồi, bàn cổ ha, rồi hân công báo nè đó, bàn cổ nữa nè, rồi hân công báo nè, rồi võ hánh quan vũ nó thấy không sao á đó. Đó, võ hánh quan vũ nữa, có tam quốc nữa chứ, trời ơi à. Gì con đó còn gì ạ? Ok tướng ngẫu nhiên không hiểu luôn á, tự nhiên đâu lòi ra quan vũ rồi đâu đó nữa. Quan Vũ có trong cái thời đó hả ta? Trời ơi, nhưng mà tạo hình nhìn đẹp nha anh em. Ok, cái nào mua được thì mình mua hết ha, nhận hết ha. Rồi, bây giờ chắc phải đây, đây, đây. Đó, một con tướng. Chưa có mở event gì hết, chắc đi farm phó bản cho nó lên level quá. Vậy cái code, chắc cái code hồi nãy là cái code A-Ship rồi. Cái code A-Ship chúng ta ăn không được ha. A-Ship lên level nhân vật á. À, tự nhiên nó xui chứ. Ok, đủ 10 chưa? Đủ 10 rồi. Đó, tướng nhìn ngầu không? Trời ơi, nam nữ đều nhìn mà lem hết nha. Ok, ăn hết rồi, giờ không còn quay được nữa. Đó, đăng nhập 7 ngày đâu hả? Ví dụ đây, 7 ngày nhận đạt ma. Cái gì 2 ngày nhận đạt ma, 8 ngày nhận bảo bình hả? Ui, đạt ma nhìn ngầu ghê không? Má là dịch lộn tên ta. Cái tướng đạt ma sao nhìn ngầu dữ hả? Rồi đây quay nè hả, chọn anh hùng để quay nè. Đó, chọn con này coi, nhìn nó ngầu ngầu đây. Ngạt ma hả? Đây Quyền Vũ hả, nhìn ngầu không, có hai cái sừng kìa đó. Rồi cái gì nữa đây, Hồng Nguyệt hả, à cái con này hồi nãy thì, Tử Tinh Nam Vũ hả, nhìn tạo hình nhân vật khá là đẹp luôn anh em đó. Lan Yên hả, rồi Dạ Quanh ma nãy mở rồi. Đây tướng gì đây, tướng gì đây, Mao Sơn Đậu Sĩ nữa đó, Diễm Hỏa, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. À vậy là cái con này là chắc cái con hồi nãy mình chọn nè. Ừ đúng nó rồi, chọn con khác coi. Chọn con này coi, phán quan đó. Vô là thấy là có phán quan liền hả. Ok con gì nữa, hà quái hả, à chắc hà mã yêu quái à. Gì đây, Lý Bạch đó, 5 sao luôn, nhưng mà mở ra nhân vật hơi nhỏ ha, phải nhân vật nó bự hơn thì nhìn nó ngầu hơn rồi, nhân vật hơi nhỏ tí đó. Kiện tướng bơi lội mà vác cái cây như bazooka hay gì vậy. Còn gì đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ha. À, ôi trời ơi, nhìn mặt cái áo khoác nhìn ngầu quá, cơ bắp lực lưỡng luôn á. Đó, tướng quá trời nè hả. Giờ vô coi hình tướng nè. Đó, kiện tướng bơi lội mà lem chưa. Đó, vô hư diện coi cho nó đã ha. Đấy, đấy, trai tài gái sắc nó. Rồi, mấy ăn thử đâu. Đó, kiện tướng bơi lội chưa được 5 sao nữa hả. Đó, mặc đồ bơi liền. Đó, Vương Chiêu, trời ơi à. Hoàng Nguyệt Anh, đó. Trời ơi, Medusa, hai mảnh luôn. Blem, Tây Thi nè hả. Cái này là Dậy Thì chứ Tây Thi gì nữa. Ly Liêu, đó. Một mảnh chứ không phải là hai mảnh. Ok. Hải Dương, Bảo Bình nè, đó. Trời ơi, Bảo Bình đi biển cái gì. Trời ơi, a à, gì, Ai Xa về ren ha. Ôi giời ơi, ren xuyên thấu đâu hả. Rồi hình như nó hết rồi hay gì nè, cái gì kỳ vậy, tức cũ không ta. À chọn qua tình thể hả. Ok tiếp hả. Đó trời ơi, mấy tướng 3 sao rồi nhìn cũng ngon ghê. Đạo hình nhân vật nó thấy nhìn nó ngầu chứ nó đẹp nó làm sao á anh em.
nhưng mà nó hơi nhỏ ha, phải nó bự hơn, nhân vật to hơn thì nhìn ngon hơn. Rồi Đức Dung nè, nhìn cây búa như cây Hạo Huyên Trì vậy. Nè là Điêu Hiền nè, Chu Du nè, đó. Đó. Hậu Nghệ hả, chơi Lữ Bố nữa kìa, Bàn Thống nè, đó. Không nhìn thảo quá, ui rồi ôi. Hội Liệt Diệm Nữ Vương, ủa sao mặc nó bộ đồ nóng như vậy? Nhìn là thấy nóng rồi. Dục Dung, à, Điêu Hiền, Điêu Hiền nhìn nó tù quá. Qua hệ hệ ám được coi, Minh Dương nè hả. Đan Tê, Pharaon nữa hả. Thì bác gì, bác Kỳ Đại Xà, Thoáng Quang, Vô Thường, nhìn như Harry Potter vậy. Hân Công Báo nữa nè đó. Rồi Minh Vương, rồi mấy con này hồi nãy rồi. Qua hệ ánh sáng rồi. Chúng ta có Thánh Giáo Quân, Bàn Cổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa đó, rất là nhiều luôn. Thằng Nga nè, trời ơi á, thằng Nga kìa, trời ơi á, vậy hỏi sao mà chữ bắt giới không chết cho được, mà lem quá. Con game quá ngon nha, nhìn thấy là chảy nước miếng liền. Hiện game đang mở app test nha, anh em nào có chơi thì có thể tải về và vào test thử xem sao ha. Để mai mốt nó hết test rồi lại bảo sao là heo không chỉ đồ này nọ nữa, kỳ lắm ha. Thầy ơi à. Quá trời luôn, Đạt Ma, Lý Bạch đâu hả? Đó. Rồi đây còn quay được gì nữa không ta? Có nhận gì thêm đây không? Như không rồi. Nhưng mà nhận hết rồi hay gì á. Đây, quà tiêu phí nè. Tiêu Kim Cương cũng nhận được quà nha anh em. Đó, mảnh đồ các kiểu ha, trang bị đồ dưới nữa kìa. Ok, trời ơi à, Kim Cương tới 100 triệu mà tha hồ. Đó, thông báo lại ha. Đó, Hắc Ám Chi Quang đang mở app test đồ các kiểu ha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả ha.